Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Khai Quang Vật Phẩm Phong Thủy. Quý vị thân mến, hôm nay thì sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn vận hạn của tuổi Nhâm Tý 1972. Như các bạn đã biết, sống ở trên đời thì ai cũng muốn được gặp nhiều điều may mắn, làm công việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Gia đình thì hạnh phúc, mọi chuyện an yên, con cháu đầy huề, không phải lo cơm áo gạo tiền. Gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của chính mình. Thế nhưng những điều đó có phải là quá xa vời đối với chúng ta hay không? Khi mà có người thì gia đình hòa thuận, nhưng kinh tế thì lại bấp bênh, phải lo gánh rất nhiều trách nhiệm. Cũng có người kinh tế thì dư giả nhưng lại không được hạnh phúc trọn vẹn. Thiết nghĩ đó cũng là lẽ thường tình trong kiếp nhân sinh đúng không ạ? Không biết trong năm 2021 tới đây thì vận trình công danh sự nghiệp và tài lộc của tuổi Nhâm Tý năm 1972 có gì đặc sắc hơn sau cái năm mà phải thấy tuế vừa qua hay không? Trong năm thì bản mệnh có được thần tài mở kho ban phát tài lộc hay không, hay là trên con đường công danh sự nghiệp của mình thì con giáp có gặp phải những khó khăn hay là trắc trở hay không? Năm 2021 là năm Tân Sửu, tuổi Nhâm Tý 1972 sinh vào năm này cùng với Thái Tuế cấu thành Tý Sửu lục hợp, tức là quan hợp thân, xuất hiện sát ấn tương sinh. Đây là một năm mà vận số người tuổi Tý tương đối là hùng mạnh, xứng đáng để kỳ vọng. Về cát tinh thì bạn sẽ được văn xương tinh và tuế hợp che chở, giúp phát huy và duy trì sức mạnh tuyệt đối của bản thân, đem tới rất là nhiều việc tốt. Tuổi Nhâm Tý 1972 thì gặp năm 2021 Tân Sửu tạo ra sát ấn tương sinh. Trong sự nghiệp sẽ được nhiều quý nhân giúp đỡ, nên là sự nghiệp cũng thăng tiến, tuy nhiên thì sẽ chịu một số áp lực nhất định. Tuổi này cũng cấu thành quan ấn tương sinh với Thái Tuế, tuổi Tý lục hợp năm Sửu nên là sẽ có nhiều cơ may gặp được đối tác, hợp tác tốt, công việc vì thế mà sẽ thuận lợi hơn. Hóa giải mọi khó khăn để thuận buồm xuôi gió. Tuổi Nhâm Tý năm 1972 trong năm Tân Sửu thì không xuất hiện tài tinh, nhưng mà tuổi này cũng cùng với Thái Tuế cấu thành sát ấn tương sinh nên là trong điều lợi. Tuy nhiên thì áp lực nhiều, nhưng tiền bạc cũng từ đó cũng sẽ tăng lên. Tuy vận chính tài lương bổng thì không có thay đổi là mấy, nhưng mà vận thiên tài lại cực kỳ là may mắn bởi nhâm thủy và tân kim là ngũ hành tương sinh. Kim nước lã thúc dục thiên tài làm cho tuổi Tý ở năm 2021 sẽ gặp nhiều cơ hội kiếm tiền hơn. Tài vận năm nay sẽ gọi là cuồn cuộn khiến cho người ta phải trầm trồ, thán phục. Vận chính tài có mạch Việt và tuế hợp hỗ trợ, sự nghiệp thì sẽ được như ý muốn. Chính tài thì vẫn như nước đẩy thuyền lên, chỉ cần Nhâm Tý biết cách tiết kiệm, dự trữ tiền nong thì sẽ không cần phải lo lắng nhiều nữa. Bản mệnh cũng sẽ được bạn bè hỗ trợ nên là việc hợp tác làm ăn sẽ thu hoạch được nhiều. Vận thiên tài thì lợi cho đầu tư cổ phiếu, quan trọng là phải cẩn thận và nhanh nhẹn một chút là sẽ thành công. Tuy nhiên thì vấn đề quan trọng nhất của tuổi Nhâm Tý năm nay đó là phải giữ gìn sức khỏe thật tốt để tránh liên lụy đến tài vận. Bên cạnh việc được sao tốt che chở thì bạn cũng cần một chút may mắn để việc đầu tư và kinh doanh được thuận lợi hơn nữa. Chính vì thế mà thầy Gia Cát có khuyên bản mệnh nên sử dụng vòng đeo tay là bát bảo tâm, vòng đeo cổ bát bảo tâm kinh. Đây là pháp khí nhà Phật sẽ giúp cho các bạn tăng may mắn, tăng cường cái vận khí, tăng phúc và chia tài lộc cho bản mệnh trong năm. Bên cạnh đó thì vòng cũng giúp xua đuổi những kẻ tiểu nhân quấy phá bản mệnh trong quá trình phát triển. Như các bạn đã biết, trên tay tôi đang cầm là một cái vật phẩm gọi là bát bảo tâm kinh. Mặt trước gồm 8 cái bảo vật của nhà Phật. Quý vị có nhìn thấy không ạ? Đầu tiên sẽ là vô tận kết bồ. Đây, cái hình này gọi là vô tận kết bồ. Đây là cái sợi dây nối kết chặt chẽ, giúp các mối quan hệ thêm bền chặt, bền vững hơn. Chưa ạ? Nhìn thấy ạ? Đấy. Cái thứ hai nữa, đó chính là pháp loa. Đây là pháp loa. Pháp loa là biểu tượng của pháp âm của Phật, là trí huệ và cũng là giáo lý của nhà Phật. Đây ạ, pháp loa đấy ạ. Cái thứ ba nữa, đó là bánh xe pháp luân. Đây là bánh xe pháp luân nhé, quý vị nhé.
Xe pháp luân thì tượng trưng cho sự luân hồi luân chuyển không ngừng nghỉ, biểu ý bát tướng thành đạo của Đức Phật. Dạ. Tiếp đến sẽ là bảo cái ạ. Đây ạ. Bảo cái thì tượng trưng cho quý nhân, giàu sang phú quý. Đó. Còn đây là biểu tượng của song ngư, biểu tượng cho sự hòa hợp, gia đình sum vầy, tượng trưng cho sự hòa hợp của thiên địa nhân. Đấy ạ. Còn tiếp đến đây, đó chính là bảo bình. Bảo bình thì có ngụ ý là thâu thu, ngụ ý công danh sự nghiệp sẽ được thăng tiến viên mãn. Đó. Tiếp đến đây là bạch liên hoa. Bạch liên hoa thì tượng trưng cho bản tính thanh tịnh, giúp cho người sử dụng gia trì công đức được nhiều người yêu mến. Còn cái cuối cùng đó chính là cái thóng phan. Thóng phan thì có ý nghĩa là đây là tầng cái vật dụng xa xưa của tầng lớp vua quan quyền quý, tượng trưng cho sự nghiệp và quyền lực. Các báu vật này kết hợp với nhau sẽ tạo nên sức mạnh chống lại tất cả các vận rủi, mang may mắn đến cho chủ nhân. Tạo hình đóa hoa sen 8 cánh tương ứng với 8 bảo vật, bông hoa sen nở rộ như là chính cái ánh hào quang tươi sáng nơi cõi Phật chiếu rọi khắp muôn nơi. Đó, giúp chúng sinh sẽ thoát khỏi u mê, giác ngộ chân tâm. Còn tâm sen này, tâm sen đây ạ, sẽ được chạm khắc thần chú 6 chữ Om Mani Padme Hum, là thần chú phổ biến nhất ở Tây Tạng. Các bạn nhìn thấy không ạ? Thần chú này thì tạo ra âm thanh và rung động cho phép bạn kết nối với vũ trụ. Đây được coi là sức mạnh của tinh thần và sự sáng tạo. Đó. Mặt sau khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, rất là sắc nét, sắc sảo. Trên cùng đó chính là một cái móc của dây. Đây gọi là bông bạch liên hoa đang nở rộ, tượng trưng cho sự sức sống mãnh liệt. Tất cả các vật phẩm này thì được chế tác từ bạc S999. Đây là chất liệu mà đã được các phong thủy sư sẽ sử dụng để kỵ tà trong phong thủy ạ. Đấy. Đây tổng thể của Bát Bảo Tâm Kinh sẽ là có công dụng đó là chiêu tài lộc, chiêu quý nhân, chiêu phúc nạp tài, hóa giải thị phi, hóa giải xung sát, kỵ tà hóa sát, giúp cho gia chủ gặp nhiều may mắn bình an. Đấy, thế nên là năm 2021 sắp tới thì cũng mong là tuổi Nhâm Tý năm 1972 sẽ gặp nhiều may mắn bình an, thuận lợi trên con đường công danh sự nghiệp. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn bình an. Hẹn gặp quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.